Vào ngày 4 tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đã đệ đơn từ chức và gửi lời xin lỗi vì gây lo ngại cho công chúng liên quan đến nỗ lực áp đặt thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Trong khi đó, nhiều nước bày tỏ lo ngại và cho biết đang theo dõi sát tình hình ở Hàn Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Jong-un cho biết đã bày tỏ ý nguyện từ chức với Tổng thống và nhận trách nhiệm về mọi biến động gây ra do lệnh thiết quân luật khẩn cấp. Quyết định từ chức của ông Kim Jong-un được đưa ra sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol ban hành thiết quân luật khẩn cấp vào tối khuya 3 tháng 12, nhưng đã bãi bỏ sau đó chỉ vài giờ sau khi Quốc hội do phe đối lập kiểm soát bỏ phiếu bác bỏ. Cùng ngày, Nga và Trung Quốc tiếp tục bày tỏ quan ngại về tình hình tại Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ hy vọng những sự kiện vừa qua không ảnh hưởng đến tình hình và sự ổn định nói chung trên bán đảo Triều Tiên. Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc thì kêu gọi công dân nước này tại Hàn Quốc cần thận trọng sau những diễn biến vừa qua. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru đều khẳng định sẽ theo dõi sát các diễn biến tiếp theo tại Hàn Quốc.